BMW 530i bán với giá 3 tỷ 069 triệu và BMW 520i có giá 2 tỷ 389 triệu. Vâng, mức giá công bố chênh nhau tới gần 700 triệu cho hai mẫu xe này. Hai cái phiên bản này thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nó khác nhau những gì mà chênh tới 700 triệu nhé. Đầu tiên là phía bên trái mình ạ, là phiên bản 530. 530 thì mình đã giới thiệu khá là chi tiết rồi. Đấy. Và cái khác biệt lớn nhất các bạn có thể thấy ngay, đấy chính là hệ thống đèn. Và đèn gì chứ, đèn phát là thấy ngay này. Đấy, bật cả hai con lên cho các bạn xem. Đèn trên 530 này là đèn Adaptive LED nhé, đèn thông minh. Đắt lắm, đèn thông minh này đắt lắm. Và đèn trên 520 là đèn BLED với bóng xi nhan là bóng halogen. Cái khác biệt thứ hai các bạn có thể thấy ngay là trên 530 ấy, là sẽ có cái hệ thống camera 360 3D surround. Nó khác 3D nhé. Nó khác như thế nào thì mình đã giới thiệu rồi. Các bạn có thể tìm lại cái video mình giới thiệu chi tiết về cái 530, thậm chí trên 740 Li là cũng giới thiệu rồi. Và những cái chi tiết trang trí trong cái gói Luxury Line trên cái 530 sẽ có được thì các bạn sẽ thấy được là cái phần ốp ở cái phần đèn gầm này thì là ốp chrome. Còn trên 520 chỉ là ốp nhựa mà thôi. Và ngay cả những cái thanh ngang trên cái cản dưới thì trên 530 được sơn bóng, còn trên 520 chỉ là sơn mờ mà thôi. Cái sơn bóng này nó sẽ nằm ở trên cả trụ A, B và ngay cả trụ C nữa. Và một cái vô cùng đắt giá, đấy chính là động cơ. Động cơ trên 530 là động cơ 2.0. Và khi mà mình để lên đấy thì nghe nó khác hẳn luôn, mà ngồi trong đó, nghe nó êm ái lắm. Còn động cơ trên 520 là động cơ 1.6. Công suất và moment xoắn thì mình cũng đã giới thiệu chi tiết rồi. Và rất hay là trên các cái dòng xe của BMW bây giờ, cái việc mở nắp capo thì không phải bật lẫy phía trước nữa, mà chỉ giật hai lần nó lên thôi, cũng rất là nhẹ. Dòng 5 series mới này sử dụng cái khung gầm bằng nhôm rồi và thép có độ cứng cao. Xin lỗi, vẫn theo thói quen cũ. Động cơ đẹp nhỉ. Ngày xưa thì động cơ trên xe Đức khá là nặng nề, nó tràn hết cả khoang máy. Nhưng bây giờ đã được gọn lên rất nhiều rồi. Thiết kế rất là gọn, công nghệ rất là cao. Đấy. Cái động cơ trên 530 này nếu mà ngồi chúng ta đề cái là đã thấy nó khác rồi. Khác vô cùng luôn. Và đây, bây giờ các bạn có thể thấy phần điểm khác tiếp theo. Điểm khác tiếp theo trên 520 ấy. Trên 520 này là vành 17, thiết kế V-spoke, lốp Michelin. Còn trên 530 phía bên trái này, vành 18, trông yêu thương hơn hẳn, hoành tráng hơn hẳn, đúng không ạ? Lốp gì đây? Lốp Pirelli, đúng rồi. Và có thiết kế là V kép nhá, trông nó đẹp hơn đấy. Và các bạn phần tiến vào phần chữ V này. Phần chữ V, ngay chữ V xếp hai xe này các bạn có thể thấy này. Camera 360 trên gương thì trên 530 có, trên 520 không có. Phần ốp, mình đã nói rồi, phần ốp giữa trụ A, B và phần này thì trên 520 là nhựa sần nhá, không phải bóng đâu. Trên này này, đây các bạn sẽ thấy này, bóng lộn luôn, lồng lộn luôn. Dùng lồng lộn nó hơi quá, nhưng mà thực sự là nó là sự sang trọng, sang chảnh. Và mình đã chia sẻ rất nhiều với các bạn rồi là cứ càng có nhiều tiền thì là xe nó tự động, nó auto, nó đẹp thôi. Phần phía sau xe, thì khác biệt không quá nhiều, nhưng chỉ một chi tiết nhỏ thôi nó đã khiến 530 trông nó dài hơn. Chính là cái đường Macrome chạy trên này ạ. Nó nằm trong cái gói Luxury Line. Rất hay là trên các cái dòng 5 series nhá, bô này là không phải bô ốp giả cây đâu nhá. Bô ốp giả cây không phải bô ốp giả cây đâu, mà bô thật luôn. BMW có cái gì đấy vẫn chất nhỉ. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong nhá. Chắc là mình sẽ mở cửa ra mình nói thôi, cho anh camera anh dễ quay, chứ không anh quay trông chóng, anh chóng hết cả mặt. Đây à, mình sẽ mở ra như thế này. Đây à, các bạn có thể quan sát từ hướng này sang ạ. Thì có khá nhiều cái điểm khác biệt ở trong cái phần nội thất. Ngay cả cái phần thiết kế ghế này thì cái đường chỉ nó cũng đã khác rồi. Đấy.
da rẻ trông nó đẹp hơn. Đèn ambient light trên 530 là có 6 màu và có thể trộn, còn trên 520 thì chỉ có một màu thôi. Và màn hình này, màn hình là màn hình kính tràn luôn nhá. Màn hình kính tràn to đẹp. Kính tràn rất là đẹp luôn. Và tiếp theo là cái màn hình trên bảng táp lô này. Màn hình trên bảng táp lô các bạn có thể thấy này. Đấy, mình để lên luôn cho đẹp này. Đấy, mà nó tối ưu được theo các cái chế độ hoạt động. Đấy, màu sắc thể thao đỏ rực luôn. Comfort thì là trắng mềm êm ái, Eco Pro là phải xanh lét. Ngay cả vô lăng cũng thế, vô lăng thì mẫu xe này có lẫy chuyển số sau vô lăng. Đấy, chế độ lái thể thao. Hộp số của hai mẫu xe này cũng là hộp số 8 cấp ZF. Nhưng có vẻ như hai hộp số này sẽ hoạt động theo hai cơ chế khác nhau bởi vì động cơ nó khác nhau. Cái hay của các cái dòng xe là vậy. Cái việc điều khiển nó vô cùng quan trọng. Chúng ta có tất cả các nguyên vật liệu tốt rồi nhưng bộ chỉ huy đưa ra chiến thuật như thế nào? Thông minh, sống hay là chết, chiến thắng hay là như thế nào, nó phụ thuộc với bộ chỉ huy. Và trên cái 530 các bạn có thể phần ốp, những cái phần ốp này cũng rất là sang trọng, nó nằm trong cái gói ấy, luxury line đấy ạ. Ốp gỗ này, phần này ốp nhựa bóng đẹp, nhìn nó cũng khác ấy, nhìn nó khác thật. Trên cái mẫu xe này thì các bạn có thể cái iDrive này, chúng ta có thể viết chữ trên cái mặt này, có thể điều khiển đây, cái phím rồi vân vân, nó cũng to hơn. Và phần trần xe các bạn cũng có thể thấy nhá, cái phần trần xe này là cái khu vực ở cái đèn trần này cùng với cái cảm biến trong cái hệ thống hỗ trợ trợ lý ảo ấy thì trông nó đẹp hơn. Đặc biệt là đây bản 530 này sẽ có cửa sổ trời và cái trợ lý ảo thì mình đã nói rồi. Bây giờ cái phần camera đây này, camera 360 surround mình đã nói này. Đấy. Đấy, camera 360 đẹp chưa, hoành tráng hơn hẳn luôn nhá. Và trên mẫu 530 này cũng mới có cái hệ thống lùi tự động, đỗ xe tự động. Thực ra cái 530 này nó sẽ về gần cái 7 series hơn, nó sẽ gần với cái phân khúc của 7 series hơn. Còn cái 520 thì nó lại lùi về cái thằng cao cấp nhất, cái phiên bản cao cấp nhất trong cái dòng 3 series. Loa cũng vậy, loa trên mẫu xe này là loa Harman Kardon. Harman Kardon các bạn có thể thấy này, Harman Kardon 16 loa 600W. Còn trên cái 520 thì chỉ loa hi-fi bình thường thôi, công suất nó cũng yếu hơn, nó hơn 200 thôi. Ở hàng ghế sau thì đây, bây giờ mình ra luôn hàng ghế sau. Đấy, hàng ghế sau thì da rẻ thì nó cũng thế thôi, màu khác thôi. Nhưng mà phần ốp cửa đây, đèn ambient light thì nó theo cái hệ thống của xe rồi. Ốp cửa thì là ốp gỗ rất là đẹp, đường chỉ may. Cửa thì đều, hai xe đều là cửa hít nha các bạn. Cửa hai xe đều là cửa hít. Còn cả hai phiên bản này đều là trang bị cái hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập. Khoang sau thì không quá nhiều khác biệt. Bây giờ mời các bạn tiếp tục sang để quan sát cái 520 nhé, để có một cái nhìn trực quan luôn. Ba tỷ mốt cộng với 2,4 tỷ, hai mẫu xe này, hai cái chìa khóa trên này là thành 5,5 tỷ. Wow. Mua một em về cho mình đi, mua một em về cho bạn gái. Đấy các bạn thấy không? Có một cái nhìn rất rất trực quan. Đấy, để nổ máy lên. Vâng, màn hình đã bé hơn rồi. Màn hình ở giữa đây cũng không phải là full digital nữa. Nhưng nó thể thao. Vâng, cũng phải dành một cái từ mỹ miều cho em nó chứ. 2 tỷ 389 triệu cơ mà. Và không có lẫy chuyển số sau vô lăng trên cái 520. Cũng không có camera 360 3D surround, loa bình thường. Đấy. Và không có nước hoa. Nút iDrive cũng nhỏ hơn. Không có cảm ứng, viết. Đấy. Và phần đèn ốp trần này nó cũng khác. Không có cửa sổ nóc. 700 triệu đấy. Nhưng mà thực sự xin đưa với các bạn rằng những cái khác biệt đắt giá nhất ý,
là nó nằm ở cái hệ thống đèn động cơ. Động cơ nó là một cái cực kỳ đắt luôn, bao nhiêu công nghệ tinh túy nhất nó nằm trong đó. Và một trong những cái gói tiếp theo là trong cái gói Luxury Line, nó bao gồm rất nhiều những cái phần trang bị mà mình đã giới thiệu rồi. Và đặc biệt là cái camera 360 3D surround cũng không có loa Harman cao đông. Đấy là những cái điểm rất 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 khác biệt. Thưa các bạn, trên cái 520 sẽ có một cái tính năng khá là hay mà mình cũng vừa mới biết thôi, thì cũng xin chia sẻ luôn là lúc nãy chạy trộm rồi, chạy chậm, chạy trộm. Ví dụ mình mở cửa này, mình để D này, thì mình tiến lên này, P luôn. Các bạn có thể thấy xe dừng luôn, P luôn này. Rất là an toàn nhé. Nhiều khi đi đâu lười lười là cứ phải như thế này, nhưng mà cũng có thể khả năng xảy ra những cái va chạm đáng tiếc. Thì xin lỗi, với BMW tôi là an toàn nhất, không cho các ông hành động ẩu đâu. Đây, thử lại một lần nữa nhá, D này. Đấy, P ngay nhá, báo luôn này. Đấy. 530 cũng vậy. Không ẩu được với dòng xe Đức đâu, vì sao dòng xe Đức nó an toàn, họ tính toán kinh lắm. Và có một cái chi tiết khá là thú vị rằng cái mẫu xe 520D này này. Xin lỗi, mẫu xe 520 này lại trang bị cái động cơ 1.6 thôi. Và cái câu hỏi rất nhiều người đặt ra rằng là liệu nó có yếu hay không. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ có một cái mẫu xe 520D để chạy thử. Xin lỗi, vẫn cứ nhầm 520i để chạy thử. Và ngay sau khi chúng tôi có cái thông tin, chúng tôi sẽ giới thiệu và chia sẻ ngay tới các bạn. Và chỉ cần các bạn dành một cái hành động thật nhỏ thôi, hãy subscribe kênh và rung chuông thật nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.